đã về nhà. Mày xong tiệc rồi, có cơm chưa? Ý, tất cả đã xong rồi. Đều là món anh thích đấy. Và hôm nay có tăng ca không anh? Không tăng ca. Không tăng ca thì tốt. Ngày mai mình đi mua sắm nhá. Để bác mặt trai. Bao nhiêu là mình lấy? 15. Nói như 10. 50. Cô gái vừa lại là ai? Làm gì có ai? Em chỉ giỡn thôi. Ngày mai đi mua sắm xong mình đi dạo nhá. Ừ. Đi dạo xong rồi mình đi ăn nhá. Đi đã. Có vấn đề. Đây là mùi gì? Đây là mùi của ai? Em chưa từng nghe thấy mùi này. Chắc chắn là mùi của phụ nữ anh rồi đấy em.